Kính mời quý vị cùng lắng nghe phần 19 trong quyển sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 của tác giả Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Trở lại thân của chúng ta, hầu hết mọi người dù học đạo lâu hay mới học, đều nói thân này là thật, nhưng Phật nói thân này là giả. Làm sao chúng ta biết nó là giả? Phàm cái gì có hình thể cố định, không do vay mượn tạm bợ, không do sự hỗ trợ bên ngoài, mà tự nó có riêng mới là thật. Nếu thân chúng ta là thật, thì nó phải không vay mượn. Nhưng hiện giờ, chúng ta đang thở, nghĩa là mũi chúng ta đang hít không khí của trời đất vào, rồi trả không khí ấy ra. Không khí từ trong người trả ra là của tôi chăng? Chúng ta đâu làm ra cái không khí đó? Rõ là vay mượn. Làm sao chúng ta chấp nhận nó là của tôi? Cái đó, từ sáng đến trưa, chúng ta phải uống bao nhiêu tách nước? Mượn nước ở ngoài, vào rồi trưa chiều trả ra. Làm sao chúng ta nói nước ấy là của tôi? Đến cái thức ăn để bồi bổ cơ thể này, chúng ta mượn ngày hôm nay, ngày mai phải trả ra, lại nói là của tôi. Như vậy, chúng ta hoàn toàn vay mượn đất, nước, gió, lửa bên ngoài. Khi trả ra, lại bảo chúng là của tôi, có phải ngang bướng hay không? Không phải là của mình, mà gọi là của mình, chẳng si mê là gì. Quý vị, thử xét lại, hiện giờ chúng ta đang sống với cái gì? Chúng ta đang làm gì? Hạnh phúc chúng ta là cái gì? Phải chăng là vay mượn những thức ăn, uống, ngon bổ, rồi trả chúng ra dễ dàng? Hạnh phúc bằng cách mượn trả, trả mượn suốt đời hay sao? Giá trị con người có chừng đó hay sao? Chúng ta chỉ lo ăn uống đầy đủ, nhà cửa tiện nghi, đó là hạnh phúc sao? Như vậy, hạnh phúc có nghĩa là sự mượn vào dễ dàng và sự trả ra an ổn chăng? Chúng ta sống để làm việc mượn trả suốt ngày và suốt cuộc đời, chẳng là công việc giả tràng vô ích hay sao? Lại nữa, khi mượn vào không an ổn, trả ra bị tắc nghẽn thì gọi là đau khổ. Khi mượn vào tốt đẹp, trả ra dễ dàng thì gọi là hạnh phúc. Như vậy, kiểm lại xem chúng ta sống là sống dưới cái gì? Chỉ là một chuỗi dài mượn và trả. Một phút giây nào, mũi không mượn không khí, miệng không mượn nước và thức ăn, thì chúng ta có sống được không? Không mượn thì không sống, cái sống đó làm sao nói là sống thật được? Ví như chúng ta xây cất một căn nhà xong, đến hàng xóm mượn bàn, tủ v.v. để trưng bày, khi ấy chúng ta liền tuyên bố tất cả những vật ấy là của tôi. Như vậy, có phải chúng ta là bướng, là kém trí tuệ hay không? Nếu ngay nơi cuộc sống mà chúng ta không hiểu nó, hoặc hiểu một cách mờ mịt, làm sao chúng ta hiểu đúng sự thật những việc chung quanh cuộc sống? Chính vì lẽ thiết yếu đó, Đức Phật mới tìm giác ngộ nơi con người, vì con người là căn bản. Giác ngộ ngay nơi con người là thấy được nơi chúng ta cái nào giả, cái nào thật. Không lầm cái giả, không quên cái thật, đó là giác ngộ. Như hiện nay, cái giả là thân vay mượn mà chúng ta lầm thân ấy là thật, nên mọi nhu cầu thuộc về thân cũng thấy là thật. Tất nhiên chúng ta lầm từ con người đến sự vật chung quanh. Nếu hết lầm về con người thì chúng ta cũng hết lầm luôn về tất cả sự vật chung quanh. Cái tai họa trong đạo Phật là mê lầm về con người, đưa đến tham, sân, si. Danh từ chuyên môn gọi đó là vô minh. Vô minh về con người và vô minh với tất cả sự vật liên hệ đến nhu cầu của con người. Như chúng ta lầm thấy thân này là thật thì chúng ta sẽ quý nó, và những nhu cầu của nó cũng lầm, cho là quý trọng. Từ đó, chúng ta sanh tham đắm những nhu cầu cho thân.
quý trọng những gì bồi bổ và tô điểm cho thân. Chúng ta muốn được sung túc, dư dả nên gồm thâu về mình thật nhiều của cải. Do đó, chúng ta sẽ đụng chạm đến người khác, họ cũng mê lầm cho thân này là thật và tham đắm những nhu cầu cho thân họ được dư dả, sung túc. Mê lầm gọi là si, vì si mê nhận định không đúng nên sanh lòng tham. Cái tham ấy nếu bị ngăn trở thì khởi sân. Si, tham, sân gọi là tam độc, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp đau khổ. Chúng ta thấy rõ thân là vay mượn tạm bợ, còn mượn là còn, hết mượn là mất. Đã là tạm bợ thì thân này đâu có giá trị gì. Thân không thật thì đâu có quý. Thân không quý thì những nhu cầu của nó cũng tầm thường. Nếu được những nhu cầu thì chúng ta đem chia sẻ giúp đỡ với nhau, không muốn gồm thâu về riêng cá nhân mình. Do si mê không có nên lòng tham nhẹ đi, lòng tham nhẹ thì cũng ít sân. Đó là cội gốc của sự tu hành. Như vậy, muốn tu là phải giác, tức là phá được si mê. Phá si mê rồi, tham và sân theo đó cũng dứt. Nếu chúng ta chưa phá được si, chỉ cố dằn xuống mỗi khi nổi sân, càng đè xuống thì sân càng bùng lên. Vì chúng ta chỉ đè ngọn thôi, chưa thấy tận gốc của nó. Nếu biết rõ thân này là giả dối và những nhu cầu của nó cũng tạm bợ, thì được mất đâu có quan trọng gì mà giận hờn. Lòng mình trở nên an lành, không cần phải nhẫn, phải dằn chi hết. Do giác ngộ nơi thân nên chúng ta không tham đắm các nhu cầu của nó. Dù có bị ngăn trở hay thất bại, chúng ta cũng không tức giận, nên sự tu hành được an ổn. Việc tu ấy gốc từ giác ngộ chứ không phải từ cố gắng. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy việc tu nhẹ nhàng, không phải nhọc nhằn lễ lại, chỉ cần khuyên nhau nhận định đúng về thân mình. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Chánh kiến là một chi trong bát chánh đạo, nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Nhận định đúng thì suy nghĩ đúng thì nói năng đúng thì hành động đúng, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân. Như thế, nếu lấy sự nhận định đúng làm căn bản, người học Phật phải mồi ngọn đuốc Phật bằng trí tuệ của mình mới giải quyết được mọi vấn đề đau khổ của con người. Nếu chúng ta tu bằng niềm tin thì tu nhiều, tụng kinh nhiều mà phiền não cũng lắm. Khi bị nói khích thì nổi sân, rồi than tại sao tu lâu mà chưa hết phiền não. Chỉ vì chúng ta nương hình thức mà không thấy cội gốc. Cho nên trong việc tu hành chúng ta cần đạt được cội gốc, tường tận cội gốc, giải quyết cội gốc mới hết được các ngọn ngành. Giác ngộ là thấy đúng lẽ thật, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, vân vân. Tất nhiên, chúng ta sẽ hết đau khổ. Phần trên chúng ta đã hiểu về thân, còn về tâm như thế nào? Về tâm thì trong kinh Phật đã từng dạy. Như kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn độ ngài A Nan nên hỏi rằng: "Ông nhân đâu mà phát tâm xuất gia?" Ngài A Nan bạch Phật: "Con nhân thấy 32 tướng của Phật tốt đẹp trang nghiêm, phi thường, khác hơn tất cả người thế tục, nên con phát tâm xuất gia." Phật hỏi: "Ông lấy cái gì thấy và lấy cái gì mà phát tâm?" Ngài A Nan thưa: "Con lấy mắt thấy và lấy tâm suy nghĩ mà phát tâm." Bây giờ Đức Phật tiến vào thất xứ trưng tâm, tức là 7 lần gặng hỏi về tâm. Phần mắt thấy Phật đã nói nhiều, phần tâm ngài hỏi: "Ông do thấy tướng tốt của Phật mà phát tâm, như vậy cái gì là tâm ông? Tâm ông ở chỗ nào?" Ngài A Nan thưa: "Cái suy nghĩ đó là tâm con, và cái tâm suy nghĩ hiểu biết
đó là ở trong thân. Chắc chúng ta ai cũng trả lời như vậy. Nhưng câu trả lời của A Nan nói tâm ở trong thân bị Phật bác. Rồi Ngài nói tâm ở ngoài thân, tâm ở trong con mắt, vân vân. Nói tâm ở chỗ nào cũng bị Phật bác. Như vậy tâm ở chỗ nào hầu hết chúng ta đều lầm chấp. Cái hay suy nghĩ phân biệt là tâm của mình. Danh từ chuyên môn trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là năng suy vi tâm, nghĩa là cho cái suy nghĩ là tâm. Nếu cái hay suy nghĩ là tâm của mình thì nó là mình chứ gì. Như trước chúng ta đã nói, thân này là vai mượn không thật. Tất nhiên cái hiểu biết tính toán suy tư vân vân là tâm của mình, là thật mình chứ gì. Vì thân là vai mượn, còn cái suy nghĩ tính toán không vai mượn ai, cái đó không phải là mình là gì. Nhưng chúng ta chớ vội chấp cái đó không vai mượn, vì như thế sẽ đi từ cái lầm này đến cái lầm khác. Cái suy nghĩ hiểu biết đó, hay còn gọi là kiến thức, đều cho là tâm của mình. Nhưng chúng có thật là tâm của mình không? Hay cũng chỉ là vai mượn? Giờ đây, chúng ta thử xét nghiệm. Khi mình còn nhỏ, khoảng 7-8 tuổi, có những kiến thức gì? Hay là chỉ biết đói thì đòi ăn, khát thì đòi uống, thích cái gì thì đòi cái đó, cần cái gì thì nói lên điều đó. Chúng ta lúc đó đâu có kiến thức gì, nào biết suy tư tính toán chi, như vậy lúc đó không có chúng ta hay sao? Đến lớn lên chúng ta đi học, được thầy bạn chỉ dạy, những môn học được huân tập thấm nhuần lâu ngày trong tâm thức của mình, chúng dường như của mình. Sự thật, các kiến thức ấy chỉ là vai mượn của thầy, của bạn. Nào thật là của mình đâu? Như trước khi quý vị đến nghe chúng tôi nói chuyện, quý vị chưa có những nhận xét như chúng tôi nói. Nhưng sau khi quý vị nghe và ra về, quý vị nhớ những điều tôi nói, những điều thâu thập ấy đâu phải là của quý vị sẵn có, mà là của chúng tôi mới trao cho. Như vậy bao nhiêu kiến thức thâu thập được, chúng ta chấp làm kiến thức của mình, rồi cho rằng những gì mình nghĩ là chân lý, những gì người khác nghĩ là sai lầm. Do tư tưởng không hợp nhau nên sinh ra tranh luận thù hằn lẫn nhau. Cho đến trong gia đình, cha con chồng vợ không thuận nhau, cha và con không cảm thông nhau thì tình thân bị suy giảm. Đó chỉ do tư tưởng bất đồng mà ra. Như hiện nay những vị 6-70 tuổi được những người trước huân tập một số kiến thức. Đến các con cháu chúng ta sau này được thầy, bạn, xã hội huân tập những kiến thức mới. Do vì huân tập ở hai môi trường khác nhau nên các kiến thức khác nhau, làm sao bảo các con giống cha mẹ được. Nếu đòi hỏi sự giống nhau là tham lam và không hợp lý, đòi hỏi không được sanh ra tức giận, buồn phiền rồi đau khổ. Cái thực của con cháu hồi năm 10 tuổi giống như cái thực của cha mẹ hồi 50 tuổi. Cái thực ấy chẳng những cha con giống nhau mà tất cả người trong thiên hạ đều giống nhau. Các kiến thức thâu thập do học hỏi cũng chỉ là vai mượn của người chung quanh, chứ không phải thiệt của mình. Ví như có người vừa vay mượn được 5-7 ngàn, rồi tự xưng là tôi giàu lắm. Với số tiền vừa mượn được của người kia, làm sao dám tự hào là tôi giàu được. Cũng như vậy, các kiến thức do huân tập được không phải thực của mình mà chấp làm tâm mình. Chúng ta đã mất tâm mình ngay lúc ấy. Chính vì chấp cái giả làm thật, nên chúng ta không bao giờ biết cái thật được. Cái không phải là mình mà lầm chấp là mình thì không bao giờ biết được mình. Như vậy, chúng ta đã mất mình một cách đáng thương. Hằng ngày chúng ta sống với sự vay mượn. Vay mượn từ đất, nước, gió, lửa bên ngoài, đến vay mượn các kiến thức của thầy, bạn, xã hội. Chấp các vay mượn ấy là mình, trách gì không bị trôi lăn trong đường sanh tử. Các thứ vay mượn thì luôn luôn thay hình đổi dạng từ chỗ này đến chỗ khác.
do đó luôn luôn biến chuyển, gọi là sinh diệt luân hồi. Như vậy, chúng ta thấy rõ, chính từ cái lầm chấp thân này là thực, khởi tham những nhu cầu của thân, nên tranh giành những nhu cầu vật chất, làm tổn hại lẫn nhau, gây ra bao nhiêu điều đau khổ. Kế đó, chúng ta lầm chấp các kiến thức vay mượn là thật của mình, những tư tưởng của mình là đúng, của người là sai, ai cùng quan điểm thì thương, ai khác quan điểm thì ghét, gây ra bao điều tị hiềm đau khổ cho nhau. Do vì các kiến thức được huân tập trong mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường khác nhau, nên tuy đồng sống trong gia đình mà chồng không giống vợ, cha không giống con. Sự không đồng tư tưởng ấy dễ gây ra tức giận, bực bội, buồn phiền rồi đau khổ. Như vậy, chúng ta sống cả ngày trong đau khổ, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, chỉ vì chấp tư tưởng của mình là đúng, tư tưởng của người là sai. Sự tranh chấp tư tưởng diễn ra từ cá nhân này đến cá nhân khác, từ nhóm người này đến nhóm người khác, từ xã hội này đến xã hội khác, xét lại chỉ vì hai cái lầm về thân và tâm mà chúng ta tạo muôn ngàn khổ đau cho chúng ta và cho mọi người. Nếu hiểu được, thân này là vay mượn, kiến thức là vay mượn, có cái gì thiệt đâu mà chấp, thì mọi ý kiến bất đồng đều xả hết. Trong gia đình, cha sẽ thuận với con, chồng sẽ hòa với vợ, tạo nên một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Chúng ta sống trong tình chân thật, không bị những cái bên ngoài gây ra những đau khổ giả tạo. Tuy giả tạo nhưng cái đau khổ ấy triền miên, kéo dài từ đời này sang đời khác và muôn ngàn đời sau nữa. Cái đau khổ ấy do đâu mà có? Chỉ vì chúng ta cố chấp nên đau khổ. Vì vậy, nhà Phật chủ trương phá chấp, nghĩa là buông xả những tư tưởng sai biệt, những kiến chấp sai lầm. Khi buông xả được những thứ ấy, chúng ta được an ổn, vui vẻ như Đức Phật Di Lặc cười suốt ngày vậy. Sở dĩ Ngài cười là vì Ngài không còn dính mắc vào cái gì nữa cả. Còn chúng ta sở dĩ bực tức với nhau là vì suy nghĩ không giống nhau. Ai cũng đòi hỏi người khác giống mình. Nếu không được thì giận dữ thù địch nhau, tạo một cuộc đời đầy máu lửa cũng vì cái chấp đó. Bởi thế, chúng ta học đạo giác ngộ là thấy rõ lẽ thật nơi chúng ta, ngay nơi thân này, ngay nơi tâm này. Khi đã nhận ra lẽ thật rồi, tự nhiên chúng ta giải khổ cho mình và không tạo khổ cho người khác nữa. Trong gia đình, vợ chồng hòa thuận, cha con thân thiết, có phải là an vui, hạnh phúc hay không? Việc buông xả các kiến chấp đâu có khó nhọc gì, đâu có đổ mồ hôi, số con mắt chi. Chỉ một chữ xả thôi mà chúng ta không chịu thực hành. Rốt cuộc, chỉ vì si mê cố chấp mà chúng ta phải đau khổ. Như vậy, làm sao dám tự xưng mình là thông minh trí tuệ? Trong sự giác ngộ của Đạo Phật, người thông minh trí tuệ là người tìm đến lẽ thật và thấy rõ được lẽ thật, chứ không phải chỉ biết mang máng trên hình thức danh từ. Thấy được lẽ thật và sống đúng với lẽ thật, mọi đau khổ sẽ theo đó mà dứt. Cho nên các vị Bồ Tát do dùng trí tuệ thấy đúng lẽ thật, các ngài tu hành nhàn nhã, không phải lại Phật tụng kinh nhiều như chúng ta. Các ngài đi từ nơi này đến nơi khác, làm những chuyện thông thường ở thế gian, không thấy tu hành nhọc nhằn chi cả mà các ngài không đau khổ. Còn chúng ta tu hành nhiều, tụng kinh lại Phật thật nhiều mà vẫn không hết đau khổ. Tại sao? Tại vì chúng ta không đến với đạo bằng trí tuệ, bằng con đường giác ngộ. Chúng ta đến với đạo chỉ bằng niềm tin. Tin Phật ban phước cứu rỗi, cho nên chúng ta đi chùa lễ Phật sám hối. Nếu Phật không ban những điều ta mong muốn cầu xin thì chúng ta mất niềm tin, không đi chùa nữa. Như vậy, chúng ta tin mà không đúng với lẽ thật vì thiếu trí tuệ. Đi chùa học đạo như vậy chỉ thêm chuyện buồn phiền, không có ích lợi gì.
Người hiểu đạo Phật phải đến với đạo bằng trí tuệ, bằng con đường giác ngộ. Khi thấy được lẽ thật do Phật chỉ rồi, chúng ta mới thấy giá trị cao siêu của đạo. Khi ấy, dù ai nói gì cũng mặc. Chúng ta không chán, không bỏ đạo. Nếu đi chùa lễ Phật để cầu xin những điều mình mong muốn, ấy là vì lòng tham. Nếu lời cầu xin được mãn nguyện, chúng ta cầu xin thêm nữa, như thế chỉ thêm lớn lòng tham. Nếu lời cầu xin không được thỏa mãn, chúng ta xin buồn nản, chẳng biết đến chùa nữa. Chúng ta không biết rằng lời cầu xin được thành tựu hay không là tùy theo phước đức của mỗi người. Ví như có người cha nghiền á phiện, người con thương cha lắm, mang hương hoa lễ vật vào chùa xin thầy trụ trì, cầu nguyện cho cha hết bệnh nghiền. Như vậy có được không? Thầy trụ trì có dám nhận lời hay không? Thầy phải giảng cho rõ cho người con biết, bệnh nghiền là do hồi xưa ba con tập hút, lâu ngày thành quen. Giờ đây ba con phải tỉnh giác, biết rõ nghiền á phiện là tai họa cho mình và cho những người chung quanh. Do hiểu như vậy, ba con mới cố gắng bỏ hút. Hết bệnh hay không là tự nơi ba con, chứ thầy không thể cầu nguyện cho ba con hết nghiền được. Lời cầu nguyện của con có linh nghiệm chăng là do lòng thành của con cảm hóa được ba con? Người cha vì thấy con thương mình nên cảm động, tội nghiệp nó, rồi cố gắng không hút nữa. Lời cầu nguyện có kết quả là ở chỗ đó. Nếu các thầy cầu nguyện là chỉ giúp trợ duyên cho Phật tử có tâm thành, làm cảm động người thân của mình để đi đến kết quả tốt đẹp, Phật tử không nên ỷ lại hoàn toàn vào lời cầu nguyện của các thầy. Hiểu rõ như vậy, việc làm của mình mới có giá trị, mới đầy đủ ý nghĩa. Nếu không thì việc làm của mình bị sai lệch, vô nghĩa, còn gọi là mê tín dị đoan, vân vân. Vì vậy, người Phật tử chân chánh phải đi đến đạo Phật bằng trí tuệ và giác ngộ. Nói như thế, sẽ có người nạn vấn rằng trong Kinh Hoa Nghiêm có câu tính vi đạo nguyên công đức mẫu, vân vân, nghĩa là tinh là nguồn của đạo, là mẹ của tất cả công đức. Tại sao chúng ta phải vào đạo bằng trí tuệ, không bằng niềm tin? Chữ tin trong đạo Phật ví như